Xin chào các anh chị đã quay trở lại với phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phục. Với cái nhận định của mình ở trong cái giai đoạn này thì mặc dù thị trường đang trong cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, tuy nhiên thì nhận định và đánh giá của mình là nó không quá là xấu các anh chị nha, và vẫn còn duy trì được cái kênh tăng cho cái nhịp hồi phục kế tiếp. Do vậy thì những cái nhóm cổ phiếu mà nó vẫn đang giữ được cái dòng tiền cũng như là cái chart kỹ thuật đẹp ấy, thì về cơ bản trong ngắn hạn hoặc là T cộng trading thì các anh chị nhà đầu tư vẫn có cái cơ hội để mua và đầu tư ở trong cái nhịp điều chỉnh lần này đối với thị trường. Thì cái danh mục cổ phiếu mình cũng đã chia sẻ cùng với các anh chị ở trong những cái nội dung video mà mình phân tích. Nếu như mà các anh chị theo dõi kênh đầu tư của chúng ta thường xuyên thì mỗi video mình đều có phân tích những cái nhóm cổ phiếu tiềm năng nhất để các anh chị có thể là cân nhắc và tham gia nếu như cảm thấy nó phù hợp với cái chiến lược đầu tư và cái phong cách đầu tư cá nhân của anh chị. Thì những cái thông tin từ trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng của chúng ta có thể sẽ là một trong những cái thông tin để các anh chị có thể tham khảo trong cái quá trình đầu tư được, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể nhìn trên màn hình, ở trong cái giai đoạn này nếu như mà chuyên về cái hướng đầu tư ngắn hạn thì cái danh mục mình đã đưa ra và phân tích cho các anh chị nó nằm ở góc bên phải màn hình này này đó, thì các anh chị có thể là tập trung vào các cái cổ phiếu này. Đánh ngắn hạn thì về cơ bản nó sẽ có lợi nhuận ở trong những cái nhịp điều chỉnh hiện tại của thị trường. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích rõ về cái trạng thái hoạt động hiện tại của thị trường các anh chị nhé. Đây là cái kênh tăng, và sau cái kênh tăng chúng ta có một cái chu kỳ điều chỉnh. Sau khoảng 4 phiên như vậy thì đánh giá cái nhịp bán không quá là nhiều và gần như cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư nó vẫn chưa xảy ra, khiến cho thị trường có khả năng hồi phục. Đặc biệt là trong ngày hôm nay các anh chị thấy là kết phiên thị trường cũng đã có những cái nhịp hồi phục đầu tiên, khi mà nó giữ được cái mốc Fibonacci ngay tại vùng 1105 ngay chỗ này. Được chưa? Đó, thì các anh chị thấy là cái đường màu đen ở đây nó không có gãy và từ đó là nó hồi phục lên. Đó. Do vậy thì những cái nhịp như thế này thì chúng ta thấy là đánh giá nó hồi phục. Nếu như mình tiếp tục giữ ngang và giữ được cái nhịp hồi phục trong cái mốc 1105 này thì mặc dù ví dụ như là nó tăng không mạnh đi, nó chỉ tăng 2 cho đến 3%, 2 cho đến 3 điểm ở trong bộ phiên thôi, thì về cơ hội của nhà đầu tư nó vẫn còn. Nếu như mà các anh chị nắm bắt những cái nhóm cổ phiếu list danh sách ở phía bên phải này thì nó vẫn còn cơ hội để các anh chị tham gia ha. Ngày hôm nay thì nhóm đầu tư công và nhóm bất động sản, một số cổ phiếu tăng rất là tốt. Và đây là cái danh mục mình đã chia sẻ cùng với các anh chị này. Chúng ta thấy là có CIA tăng rất là tốt, đúng không ạ? CIA đã tăng rất là tốt. Cuối phiên CIA tăng trần, quay về mức giá 18.5, tức là khu vực đỉnh cũ nó đã tiếp cận ở khu ngày 5 tháng 6 đó các anh chị. Đó, thì nó vẫn đang giữ được cái những cái nhịp tăng tốt này. Khối lượng kéo lên chúng ta thấy là gần như là gấp đôi. Hiện tại là khoảng 24-25 triệu cổ phiếu. HHV sau cái thời gian tích lũy và tạo nền rất là tốt ở quanh cái khu vực giá 13.8 này, thì ngày hôm nay cuối phiên HHV cũng kéo lên một cái cây nến trần 6.86%. HHV mình cũng đã giới thiệu cho các anh chị về cái việc canh mua đối với mã cổ phiếu này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái cây nến này cũng rất là đẹp kéo lên. Những cái nhịp như thế này nó đánh rất là nhanh. Do vậy thì các anh chị mua phải chú ý cái việc là không cần quá căng ca cái vùng mua giá đâu. Và những cái vùng nền đi ngang như thế này thì nó sẽ đẩy một cái nhịp lên. Hiện tại thì cái mục tiêu của HHV có thể kỳ vọng được lên đến cái vùng 15.3 các anh chị nhé. Còn hỗ trợ ở đây là vùng 13.6, 13.7 đối với HHV. Còn VGC này cũng được chia sẻ cùng với các anh chị ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt. Mình thấy nó tăng ở đây là 5%. Đó, những cái nhịp này chúng ta thấy là quay về đỉnh cũ rồi. Nó đã quay về đỉnh cũ rồi. Cho nếu như mà thị trường nó trong cái nhịp ổn định và đi ngang ấy, thì những cái mã cổ phiếu này hầu như có thể là phá được đỉnh cũ để tiếp tục tăng. Đó, để tiếp tục tăng các anh chị nha. Đó là những cái nhóm cổ phiếu tăng mạnh thuộc về cái dòng đầu tư công. Các anh chị thấy là CIA, HHV, VGC. Còn lại những cái mã cổ phiếu khác thì nó tăng cũng tương đối là đều. Ví dụ như là nhóm bán lẻ thì chúng ta chú ý vào DGVK này, cũng tăng gần trở lại đỉnh cũ rồi, vùng 41.8 đã gần quay trở lại rồi này. Rồi FLT tiếp tục tăng, con này là đang phá đỉnh và đang vượt đỉnh lên ha. Vùng giá hiện tại là 64.2 cũng đang tăng rất là tốt. Nếu như mà xét về kháng cự thì nó có kháng cự quanh cái vùng 66.x đối với mã cổ phiếu FLT. Đó, hiện tại nhóm bán lẻ cũng đang duy trì cái nhịp tăng tốt, anh chị lưu ý nha. Đó, nó tăng không mạnh như cái dòng đầu tư công hoặc là cái dòng bất động sản, tuy nhiên thì nó duy trì cái vị thế và cái nhịp tăng tương đối là đều đặn, an toàn cho nhà đầu tư. Đó. Tiếp theo đó là những cái mã cổ phiếu chúng ta thấy là thuộc về nhóm chứng khoán. Thì cái câu chuyện nhóm chứng khoán thì các anh chị phải để ý là cái giai đoạn này thị trường cái thanh khoản khối lượng giao dịch nó khá là cao rồi, khá là tốt.
Do vậy thì những cái công ty chứng khoán về cơ bản sẽ có những cái lợi nhuận từ đó. Do vậy thì trong danh mục chắc chắn là cũng phải cầm và nắm một những cái mà một cái mã cổ phiếu chứng khoán để có thể là tạo và gia tăng được cái lợi nhuận cho các anh chị ở trong thời điểm này. Thì chứng khoán thì đoạn này các anh chị chú ý tập trung vào những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán lớn thôi, ví dụ như là VND này, SSI. Nếu không thích thì đánh sang SHS hoặc là HCM. Đó, thì những cái dòng này hiện tại nó sẽ hút được tiền hơn, các anh chị lưu ý ha. Đó là những chiến lược đánh đầu tư của cái dòng chứng khoán. Còn lại thì chúng ta thấy là bất động sản mình có giới thiệu các anh chị là con 55. Con 55 này mình rất là thích, tại vì cơ bản cái sức khỏe tài chính nếu như mà chúng ta lướt qua thì nó cũng khá là ổn ha. Nó khá là ổn so với những cái nhóm cổ phiếu cùng ngành. Đó, và cái tính chất tăng trưởng cũng như là cái tình hình kinh doanh, những cái chỉ số tài chính ở đây nó khá là ổn định, tạo ra cái chỉ tiêu khá là an tâm trong quá trình đầu tư của chúng ta. Nếu như mà xét về chạc kỹ thuật thì Nam Long chạc cũng đang rất là đẹp, xây nền. Hiện tại thì chúng ta thấy là có hai cái vùng đỉnh ở đây, tuy nhiên khả năng là có thể đánh vượt qua trong ngắn hạn được anh chị nhé. Rồi còn mã cổ phiếu dòng dầu thì chú ý vào BVS, con này nó vẫn đang neo giá ở quanh vùng 33-32x, chưa chỉnh nhiều. Cũng rất là khó vào, do vậy thì vẫn chưa có cái góc nhìn nào cho cái điểm vào mới của các anh chị ha. Do vậy thì tóm lại ở phía bên này này, thì các anh chị thấy là nếu như mà anh chị muốn đầu tư ở nhịp này thì cứ chú ý và đánh vòng quanh những cái mạng cổ phiếu này, thì theo mình nó sẽ có được cái lợi nhuận ngắn hạn ở trong cái giai đoạn hiện tại đối với cái thị trường. Xét về cái định hướng tiếp theo đối với cái chỉ số VN-Index á, thì trong cái nhịp giảm này này thì chúng ta kỳ vọng là VN-Index sẽ có được hai cái đỡ hỗ trợ. Đỡ hỗ trợ đầu tiên đó là cái vùng 1105 thì hiện tại nó đang giữ rất là tốt. Hai phiên này thì nó đang giữ rất là tốt rồi. Tuy nhiên đây không phải là cái mốc hỗ trợ cứng các anh chị nha. Thì cái mốc hỗ trợ cứng của VN-Index thì nó phải nằm ở cái khoảng gap này nè, tức là có khả năng thủng MA20 thì mới tạo nên cái hỗ trợ cứng được. Thì do vậy nếu như mà xét về kỹ thuật thì hỗ trợ cứng nó nằm ở khoảng 1090, lên trên này là 1097, thì chúng ta gọi là hỗ trợ cứng. Còn cái hỗ trợ này là hỗ trợ tương đối là nhẹ thôi, 1105. Thì cái hỗ trợ nhẹ này phù hợp cho việc đánh ngắn, tức là các anh chị còn cái kho hàng đánh lướt T cọc thì rất là hợp lý. Đặc biệt là nếu như đánh trúng vào những cái nhóm đầu tư công như mình đã giới thiệu ở trong này, hoặc là một số cổ phiếu nhóm bất động sản thì lợi nhuận nó vẫn có trong cái biên khoảng từ 10%. Còn nếu như cái tình hình của thị trường nó tiếp tục xấu đi và không giữ được cái mốc 1105 này thì các anh chị cố gắng là đợi cái mốc gáp ở dưới này thì hỗ trợ nó sẽ cứng hơn, khi đó thì các anh chị sẽ chuyển sang những cái mã cổ phiếu khác, tùy thuộc vào cái tính chất luân chuyển của dòng tiền mà chúng ta sẽ đầu tư sao cho nó hợp lý nhất các anh chị nha. Rồi chúng ở phần tiếp theo thì mình sẽ cùng với các anh chị chúng ta đánh giá lại, review lại một số cái nhóm ngành chính để xem xét cái xu hướng này. Đầu tiên là nhóm thép này, chúng ta xem nó hồi phục tới đâu. Nhóm thép theo mình thấy là có Hòa Phát là đẹp nhất anh chị nhé, nó đánh vượt đỉnh này. Và cái nhịp tăng đoạn này của Hòa Phát nó cũng giữ rất là tốt ha. Nhịp tăng đoạn này của Hòa Phát cũng giữ rất là tốt. Đối với Hòa Phát thì mục tiêu đó là 24 cộng trừ ở trên này này các anh chị. Đó là mục tiêu của Hòa Phát. Về điểm mua mới thì Hòa Phát đang tạo cái thế giá khá là xa so với nền mua. Do vậy thì điểm mua an toàn hiện tại không có phù hợp đối với mã cổ phiếu Hòa Phát. Hoa Sang thì theo mình ở đây là cái nhịp hồi, được chưa? Nó quay về, nó lấp khoảng gáp này thì nó đánh nhịp hồi này có thể duy trì lên đến vùng 16.8 cộng trừ, không thể vượt qua đỉnh được, tại vì khối lượng đoạn này của Hoa Sang đánh không có đều anh chị nhé, anh chị lưu ý ha. Do vậy thì những cái mã cổ phiếu mà nếu như đánh nhịp hồi, anh chị lỡ mà bị đu đỉnh trên đây này thì nó hồi lên trên này sẽ là cái vùng để gọi là vùng cơ cấu, anh chị hạ tỷ trọng. Đó, lỡ đu giá cao quá thì có thể cơ cấu hạ bớt tỷ trọng và luân chuyển sang những cái nhóm nó mạnh hơn, được chưa? Đó là Hoa Sang. Nam Kim cũng đánh nhịp hồi, tuy nhiên khả năng Nam Kim sẽ hồi mạnh hơn, tức là lên đến vùng 17.4, được chưa? Đó là Nam Kim. Đó là nhóm thép anh chị nhé, nhóm thép này. Rồi nhóm bán lẻ thì có đại diện là DGWSRT thì chúng ta cũng đã phân tích rồi, Về nhóm chứng khoán thì nhóm chứng khoán vẫn là cái câu chuyện mà bắt buộc. Mình nhắc lại là bắt buộc anh chị phải có được một cái cổ phiếu của nhóm chứng khoán ở trong cái danh mục thời điểm này. Nhất là những cái khi mà thị trường nó rung lắc, nó dao động thì nó sẽ có những cái mức giá tốt hơn để các anh chị mua vào. Thì các anh chị chú ý là cố gắng giữ được một cái cổ phiếu chứng khoán ở trong danh mục thời điểm này. Thì một số cổ phiếu mình lướt qua đó là VND,
ha. Con này thì chỉnh chưa có là nhiều, vẫn đang neo giá là chính cánh gì nhé. SSD cũng như vậy, chúng ta thấy là vẫn đang neo giá trên cao, cũng không về nền nhiều. Tiếp theo đó là SHS, cũng đang tăng rất là tốt, chúng ta thấy là rõ ràng nó không tạo nền để nhà đầu tư tham gia luôn kìa. Do vậy thì cái việc tham gia mua mới cũng rất là khó ở trong cái đoạn này đối với nhóm chứng khoán. Tuy nhiên nếu như mà cơ hội nó có và nếu điều chỉnh khoảng biên từ 7 đến 10% thì cái cơ hội các anh chị vào cố gắng nhặt được một cái cổ phiếu trong nhóm chứng khoán ở trong cái giai đoạn này. Nhóm bất động sản này, nhóm bất động sản đoạn này chúng ta thấy là kéo tốt là có Đất Xanh, Nam Từ Liêm, đúng không ạ? Đất Xanh, Nam Từ Liêm rồi BDR cũng kéo là tốt. Ngoài ra thì DIG, Nam Long, SCR cũng là một trong những cái tên để các anh chị chú ý được. Chúng ta có Đất Xanh này, Đất Xanh chạc đẹp các anh chị nhé. Đây này, Đất Xanh chạc tương đối là đẹp, không bị gãy kỹ thuật. Đánh như thế này là khá là ổn rồi. Mình thấy là đánh như thế này là khá là ổn rồi. Mục tiêu của Đất Xanh nếu như khỏe thì kéo về tầm 15.7 ha, chấm về 15.7 đó là Đất Xanh. Nam Long này có hai đỉnh, tuy nhiên nền rất là tốt, đánh theo cái mô hình cúp này, mô hình cúp này. Đó, những cái mã cổ phiếu đánh theo cái mô hình này thường rất là bền, chậm một tí tuy nhiên sẽ bền các anh chị nhé. Đất Xanh này, SCR lúc nãy thì cũng thấy tốt. Đó, tuy nhiên chặt ở đây không đẹp bằng, gãy EMA 20 rồi ha, do vậy thì SCR theo dõi rồi. BDR, BDR cũng đang đánh trong cái kênh tăng này, chúng ta thấy là cũng điều chỉnh cái nhịp này rồi hồi theo thị trường cũng rất là lớn. Do vậy thì BDR khả năng là nó đánh theo cái nhịp của VN-Index luôn ha. Ở VN-Index ổn thì BDR vẫn tiếp tục nó chạy ở trong cái xu hướng tăng lên, được chưa? Rồi còn cái nhóm đầu tư công xây dựng đó thì một số cổ phiếu mình lọc ra rồi, thì các anh chị cân nhắc một số cái mã cổ phiếu đó đánh sao cho nó hợp lý nhất. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái nội dung video ngày hôm nay của chúng ta. Cái nhóm cổ phiếu mình để ở trong danh mục ở đây này đó, anh chị nào muốn đầu tư trong đoạn này thì các anh chị cứ theo dõi cái list này. Cứ quằn quằn các cái mã cổ phiếu này các anh chị đầu tư thì về cơ bản nó sẽ có lợi nhuận. Quan trọng là cái điểm bắt mua của anh chị á, cái điểm mua nó phải hợp lý và chúng ta phải canh đúng thời điểm. Và các anh chị có thể liên hệ với mình để có thể vào room VIP ha, và khi đó thì sẽ có đầy đủ rõ ràng hơn chi tiết các cái vùng mua vùng bán để các anh chị tham khảo, và từ đó các anh chị vào ra sao cho nó hợp lý ở trong từng cái chu kỳ lệnh ha. Thì mọi thông tin các anh chị cứ liên hệ với mình thông qua cái số điện thoại hoặc là Zalo các anh chị nhìn thấy trên màn hình. Còn nếu như mà có nhu cầu cơ cấu danh mục miễn phí thì cứ liên hệ đây, thì mình sẽ hỗ trợ để cơ cấu danh mục của anh chị hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé.